Mình xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel ra. Đây giống như là một chú nái này chẳng hạn các bạn nhé. Mình vừa về nái nó hơi mệt. Nhưng đây con này hiện tại là con này đang ì nhé các bạn nhé. Nó bắt đầu nó ì nhưng bắt đầu khóa nước. Hoa vào xeo này các bạn này. Đấy, hoa vào xeo này. Nên cái này con này đã khóa nước các bạn nhé. Nó không còn chịu được nữa. Nó không còn ì nữa, độ ì nó kém. Nhưng con này là mới được khoảng độ 120 cân. Chưa đạt các bạn nhé. Các bạn tối lên tối ở cái biểu khoảng 140, 135 đến 140. Đấy. Đây chọn lái của vú phải đẹp, hoa xuôi vú lép, chân xương khỏe mạnh. Tai hơi lờ như dọn này các bạn nhé. Đây. Đó, 14 vú. Tầm 14 vú là đẹp. Chắc cũng chả là 14 16. Đấy. Các bạn cứ làm dần quen dần đến bọn lái này nó sẽ rất hiền. Vì bây giờ về mới đầu về nó hơi hoảng. Đây đang hướng dẫn mấy anh em tiêm, cách tiêm. Đây hiện tại bây giờ là mình đang có trong này có hai con một máu. Đây, hai con một máu đây. Đây đây, đây không phải, xin lỗi. Đây con này. Chờ chút, mình nhìn lại gáy tại vì là hàng này là hàng bên mình là xăm tay và cắt tỉa tại là một máu. Không phải, đây em này, đúng rồi, rất là khỏe mạnh. Đây, em này đang phá rồi. À, công việc này trước anh xem đây, anh tự xem, anh tự thiết kế. Vừa ông đấy mấy bác bảo ơi này thiết kế hợp lý, bảo à, đây đây năng thuần đấy, còn là năng thuần đó, năng thuần rồi mình sẽ hỏi thì chị luôn nhé, chị đồng ý là mình sẽ ấy này hoa lên đây các bạn này, đỏ này. Con này nếu mà thực ra nếu mà anh em tối mấy hôm, một hai hôm nữa tối được nhưng không lên. Nghề này bây giờ cứ ấy đi, ấy thì nó đang sợ đấy. Cứ ấy là anh lần sau anh cứ vuốt này, vuốt này vài lần nhá anh nhá, vuốt vài lần thì nó đỡ giật mình đi. Đó đấy, chứ đừng ấy rồi đứng đấy. Đang hướng dẫn thằng em tiêm. Rồi. Cảm ơn các bạn nữa, hay lát soi và chia sẻ với mọi người. Mình đang ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh các bạn nhé. Này hơi vất vả.